Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 20 tháng 10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2, cấp 3, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Hải Phòng ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh với hoàng lưu bão số 5 gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Từ đêm ngày 20 tháng 10, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh về đêm và sáng, vùng núi phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét. Trong đợt không khí lạnh này, Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 19 đến 22 độ C, vùng núi Bắc Bộ phổ biến 16 đến 19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ C. Trên biển, ảnh hưởng của bão số 5 từ ngày 20 kết hợp với không khí lạnh nên ở vịnh Bắc Bộ, bao gồm các huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ, tiếp tục gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2 đến 4 m biển động mạnh phía bắc của Bắc Biển Đông, từ ngày 21 tháng 10 gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Từ đêm ngày 19 đến sáng ngày 21, vùng ven biển khu vực đồng bằng và đông bắc của Bắc Bộ khả năng xảy ra mưa vừa, có nơi mưa to. Dự báo thời tiết các vùng trong cả nước trong đêm ngày 19 và ngày 20 tháng 10 năm 2023. Hà Nội có mưa, mưa rào rải rác, gió đông bắc cấp 2 cấp 3 nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất 28 đến 30 độ C. Phía Tây Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ C, có nơi dưới 20 độ C, nhiệt độ cao nhất 28 đến 31 độ C. Phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, vùng ven biển Đồng Bằng và Đông Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3, từ gần sáng và ngày 20 ở vùng ven biển có nơi có gió giật mạnh cấp 6 cấp 7, một số nơi vùng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 cấp 8. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 đến 30 độ C, đông bắc có nơi dưới 27 độ C. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3 trong mưa dông có thể xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ C. Tây Nguyên mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông đề phòng lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 đến 31 độ C. Nam bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ C nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.